Chào cả nhà. Hôm nay mình theo yêu cầu của khách hàng, của khán giả, làm bánh bèo bán nữa nha cả nhà. Người ta ăn chưa có đã thèm, người ta đòi bán, có người ta chưa được ăn. Thì bây giờ mình theo yêu cầu của khán giả, mình đổ bánh bèo bán tiếp. Đây là hai mâm bánh bèo nè, cái này là nước dừa, nước cốt dừa, còn một hũ nước mắm. Đây, hũ nước mắm nè. Vậy cái này là nhân, một hộp nhân luôn. Đó, chuẩn bị đi bán nha cả nhà. Bây giờ là chuẩn bị đi ra, 1:30 rồi đó, chuẩn bị ra bán nè. Đây, đầy đủ đồ nghề chưa rồi đó. Giờ chuẩn bị đi thôi. Hiện tại thì Huy với chị Bự với mẹ Mai cũng đã đi ra tới nơi bán rồi. Bây giờ là vừa ra là có người bán hàng hộp tới sáng. À, lên trên đường á, hay là trên đường hay có kêu mấy cái mối hay mua cả nhà, là người ta đặt sẵn hộp bốn cái và đem vô nha cả nhà. Giờ mình đi giao trước, mình đi giao cho mấy người bán hàng trước. Đó, có cái này nó bảo vệ nè cả nhà, nếu mình bán ngoài đường mà không có cái gì bảo vệ á, nó sẽ bị bụi dính vô. Đây là nhân, nhân khi nào mà bỏ vô bánh á thì mới mở hộp cho nha cả nhà, còn không là sẽ đậy lại. Rồi bây giờ đi giao thôi nha cả nhà. Rồi mẹ Huy mới về và order thêm 8 cái nữa, 2 hộp, một hộp 4 cái là 8 cái nha cả nhà. Bán thêm 8 cái chứ nữa là 16 cái rồi. Có cái chú kia hiếm mua hồi ngày hôm qua tới bây giờ, mà bây giờ chị Hai chỉ cho mẹ, chỉ nhà mẹ biết già, mẹ đi lên mẹ kêu đi luôn. Hộp gì là có 20.000 ha cả nhà. Ăn no luôn. 4 cái là cả nhà thấy no rồi đó. Uống miếng nước cho no rồi. 20.000 là ăn no luôn. Bánh bèo. Bánh bèo mặn gì? Ở đây làm bột gì đó? Bột gạo. Bột gạo à. Bột gạo luôn á. Gạo còn ngâm sao con xay. Đừng lo. Bột gạo. Không sao không? Tư là mũi nè, không dám ăn chứ có nếp. Dạ dạ, dạ không có nếp, có gạo không? Có để bột gì không? Không, bột gạo luôn. Biết là sợ tại có. Không, bột gạo không à. Cái nếp là bột gì vô ăn á, bột gạo, mũi. Bột gạo. Bánh bèo. Có nước cốt, có vô đồ sẵn hết rồi. Đi. Dạ. Đó, bây giờ chị Bự sẽ làm sẵn những cái hộp 4 cái gì đó cả nhà, cho người ta lại người ta mua cho nó nhanh. Thêm 2 hộp nữa, hộp 4 cái. Đó, con kêu chị Bự làm sẵn hộp rồi đó. Rồi cả nhà ơi, bây giờ đi giao thôi nha cả nhà. Nắng lắm, hiện tại đang rất là nắng. Không biết bao nhiêu độ nữa. Tại giờ coi chị Bự hơi tiếng không được. Coi thấy trời nắng là mình đi bán thôi, chứ không có để ý gì độ nữa. Mưa thì cũng bán không được, mà nắng quá thì người ta sợ nắng người ta không ra, mà mưa người ta cũng sợ người ta không ra luôn. Đường nào cũng. Cho nên là mình phải đi giao. Và cũng như là mấy người mà ghé ngoại mua là mấy người đó là khách vãng lai. Con có khách quen nữa, nhưng mà ít hơn. Tại thấy người ta mua ta xẹt ngang người ta mua nha cả nhà. Đó, mình bán buôn á, mình phải đeo khẩu trang nha cả nhà, để coi có mình nói chuyện á, mình sợ dăng nước miếng vô á. Người ta ăn á, ta khen ngon á. Đó, người ta mới ăn đó, ta khen ngon đó. Mới đi nghe nha, chỗ mua cả nhà, ta khen ngon quá, chắc hỏi ta mua thêm á. Cái uống nước mà quên, chưa đi lại mời, mở tư. Đó, cả nhà nhìn nhà là biết đại gia rồi đó. Đây, nhà rất là đẹp nha cả nhà. Sân rất là rộng luôn. Trời ơi,
Tao phải truyền thông chứ cô. Đấy, bảy đi nước ngoài mà, bảy đi Mỹ quá gì, hả không? Nè, bảy đi Mỹ quá gì? Nó bỏ nước cốt chung. Đó, không để gì gì nè, sợ để chừng biết khi nào ăn mà để chung. 40 tiền. 40 tiền. Ừ. Chị bảy có nhắn gửi gì với bên Mỹ không? Nè bà Phụng, bà thấy tôi mua gì không? Đẹp nè. Thấy chưa? Tôi muốn đèo nha. Muốn đèo nha, bà có ăn đóng thùng gửi cho bà. Kênh của con là kết nối phương xa luôn đó. Mẹ nói nè, mới mốt xong mấy bữa nay mẹ không mua bánh thì cũng nhỏ nó quay. Cho nên nó có dâu rồi nó giờ nghỉ quay. Mẹ nói gì hả? Tại có bà xui bà về đó, về mắt nó lo tiếp bả, về đi bán không có được, có một bữa bán chú chiên thôi. Đi về bánh chưa? Dạ, đi rồi, đi Ấn Độ rồi. Đi dạ con đi giao tiếp nè cô. Dạ, dạ. Cảm ơn chị Bảy. Bây giờ Huy với mẹ sẽ đi giao tiếp nha cả nhà. Ủa còn gì đâu dạo? Ủa còn gì đâu dạo? Để mẹ, mẹ hỏi mẹ Tư. Mẹ kêu mẹ Tư. Rồi mà đi bắt mối tiếp nha cả nhà. 4 cái 6 hộp. Hồi nãy vô cái chỗ kia hỏi là người ta đặt 6 hộp nên cả nhà. 1 hộp 4 cái 6 hộp. Tại vì Huy sợ người khác người ta ngại á, cho nên là Huy không có quay. Không dám quay. Huy về đây Huy quay làm bánh. Rồi bây giờ chuẩn bị 6 hộp thôi, 6 hộp. 4 nhân 6. 36 hả? Củ trương coi chừng củ trương sình nha. 4 nhân 1 là 4 nè. 4 nhân 2 là 8. 4 nhân 3 12. 4 nhân 4 16. 4 nhân 5 20. 4 nhân 6 24. 24. Nãy 36 là sình nha cả nhà. Hồi nãy em là cô chương 36 là sình đó, cô chương sình đó. Chưa gì ngộ vậy. Là 26 cái. Có nó hay sình vậy lắm. Trời ơi, hết 1 2. Hết 1 2. À 1 2 4 4 4 hộp rồi, còn 2 hộp nữa. Hai hộp nữa mà hết mâm rồi. Tè tè. Hồi nãy là cái tiệm nail nha cả nhà. Tiệm nail gia đình. Ở đây trong quán mà cho người ta muỗng đi. Đây là chỗ Huy có muỗng nha cả nhà, tại vì người ta đem về nhà người ta ăn á, ta lấy muỗng thiết ta ăn. Muỗng sẵn ta ăn luôn. Đi giao nha cả nhà, 6 cái. 6 hộp. 6 hộp 26 24 cái. Đó ở đó nha cả nhà, ở chỗ bán trà sữa mì cây. Vì bà xui qua cái nghỉ kỳ như vậy mới bán rồi
chị có khi bán bữa nghỉ. Tạm ngưng đi mời chào nha cả nhà. Ở đây bán tại chỗ nha, để nghỉ mệt xíu nha cả nhà ơi. Bây giờ Huy đang chờ đợi chú bán kem. Quá trời nắng luôn. Chỉ có chú bán kem mới làm cho mình đắt khách. Chú đang làm gì? Thì chú bán kem đi qua là Huy sẽ mua một cây kem. Bây giờ mà tưởng giống một bữa nữa đó hả? Thèm kem đi. Video trước là Huy nhờ mua cây kem, khách lại mua liền. Giờ là Huy rất là tự tin vào chú bán kem sẽ giúp Huy bán được hết cái số hàng này. Giờ chỉ còn lại bao nhiêu đây? Một khay. Bao nhiêu cái ta? Hai, bốn, sáu. Ba mấy cái à? Đó, hy vọng chú bán kem sẽ giúp Huy bán được cái số bánh còn lại. Dạ, bánh bèo mặn chứ ơi. Dạ. Nước mắm mà chảy nước miếng mà không vô mua là dở rồi. Bánh bèo hả? Bánh bèo mặn nha. Ôi, ăn thử bây giờ anh ăn thử đi anh biết. Năm nghìn cái anh. Quay đi, thiếu chứ mình có trốn đâu, mình trốn mình mới sợ người ta biết thôi. Đúng không? Anh thấy đúng không? Thí dụ mình thiếu thì chủ nợ người ta chẳng biết nhà mình chứ. Mình trốn kìa. Trang sẵn vô cho anh luôn nha chị. Để ăn chay được không? Chị, ăn chay được không? Cái này có thịt mà sao ăn chay được? Chay chết à? Cảm ơn bánh xèo chưa? Bánh xèo à? Bánh xèo á? Bán hoài rồi, ăn ngán rồi sao? Phải để nhớ gì ăn nó mới đã. Ta hỏi hoài đó chứ. Dạ tại mỗi lần em bán bánh xèo quá là trời mưa á, em đổ không được. Bạo đấy nữa rồi đó. Như biết sao không? Bánh xèo đổ cực á. Phải chừng đổ nha anh. Em lấy á. Em lấy rồi em trả lại. Không đi cắt gì nữa. Cả nhà ơi, đói bụng quá lấy bánh ăn cả nhà ơi. Bây giờ bán còn như đây nè cả nhà, nhưng mẹ Huy ngồi bán đây cũng đói bụng, mà Huy cũng chưa ăn gì nữa nè. Nhưng mà Huy ăn không được cho nên Huy không ăn á. Giờ mẹ Huy ăn luôn. Đói bụng quá thì mình ăn bánh bèo mình đỡ đói.
heo nè. Đó, đó, nó vậy đó cả nhà. Đó, chăn lên là nó vậy đó. Nó không đặt bẫy chuột. À, của em nó không đặt bẫy chuột. Qua mua bánh bèo nè chú ơi, đặt bẫy chuột nó mới vô. Mới nói rồi mà quên mời cả nhà ăn chung rồi. Rồi mày mời cả nhà lại đi. Rồi mời cả nhà ăn bánh bèo chung nha. Đói bụng rồi cả nhà ơi. Ăn. Đó nhiều khi mình đứng mình ăn thị phạm gì, tao thấy tao thèm, tao cho tao mua nữa. Nào. Theo thiên tượng học thì chú bán kem tầm 4 giờ mấy mới xuất hiện. Tại vì trời mát người ta mới đi ra ta bán cả nhà ơi. Chứ trời nắng ta đâu bán đâu. Chứ có nhà Huy trời nắng đi bán gì thôi. Dạ anh để nước cốt bỏ vô luôn hay là bỏ bọc? Dạ dạ. Ăn thử ngon không anh? Anh đói quá anh làm tại chỗ luôn rồi. Bánh này ngon bộ. Bánh này ngon hay gì vậy? Ăn bột nha, bột nha xay luôn rồi. Tôi bán một chút xíu nữa hết rồi. Ra hết mâm rồi đó. Lâu lắm mới thấy bán bánh bèo nè. Dạ. Ở quê thấy nó bán này rồi. Bán bên đây ít. Vậy à, bột này là mẹ em ngâm gạo một ngày trời á rồi mới xay ra anh. Tưởng bữa nay con ngủ con bỏ quên đánh bèo nữa chứ. Bữa đi đi Sài Gòn là bỏ rồi đó. Rồi cả nhà ơi. Bây giờ nắng quá rồi nắng nhưng quá, mà nắng rồi. Bây giờ giờ cũng hết khách rồi cả nhà ơi. À, mình không có thể ngồi chờ được nó tại quá nắng rồi mình. Tại cái dù á, cái dù của Huy là nó giờ nó che không được nữa. Cho nên là bây giờ Huy với mẹ chuẩn bị là đi về luôn nha cả nhà. Về luôn rồi cả nhà. Và còn có tầm mười mấy cái à, về cho bà bá, cho chị bự rồi nhà Huy ăn nữa là hết rồi đó. Dạ. Cho nên là Huy sẽ dọn về bây giờ nha cả nhà. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại cả nhà clip sau. Thì xin chào và hẹn gặp lại cả nhà clip sau nha cả nhà. Bye bye cả nhà. Bye bye. Bye.